Kiều Trâm và Nhật Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị đến với chương trình tin tức buổi tối của Đài Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 7 tháng 12 năm 2013. Sau đây mời quý vị đến với những sự kiện chính như sau. Lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Thái Lan kêu gọi một cuộc biểu tình lớn. Bạo lực tiếp tục diễn ra ở khu vực biên giới giữa Lebanon và Syria. Nhật Bản vẫn ban hành luật bí mật quốc gia mặc dù vấp phải phản đối. Tổng thống Obama bắt đầu chương trình nghị sự mới sau vụ bê bối Obamacare. Kỷ niệm 72 năm cuộc tấn công trên châu cảng. Thưa quý vị, mời quý vị đến với bản tin chi tiết sau đây, mở đầu với Kiều Trâm. Kiều Trâm xin phép được mở đầu trong phần tin thế giới. Thưa quý vị, thân nhân của 14 người phụ nữ biểu tình tại Ai Cập đã nói rằng việc kết án họ mang động cơ chính trị. Thân nhân của 14 người phụ nữ tại Ai Cập, những người đã bị kết án 11 năm tù vào hồi tháng trước vì tham gia vào một cuộc biểu tình bất hợp pháp, đã cho rằng những phán quyết xử phạt họ được đưa ra mang động cơ chính trị. Những người phụ nữ nói trên bị xét xử vì đã hỗ trợ tổ chức Huynh đệ Hồi giáo trong việc sử dụng bạo lực và gây ra thiệt hại tài sản công cộng. Dự kiến thì họ sẽ xuất hiện trong một buổi kháng cáo sắp tới diễn ra tại một tòa án ở Alexandria. Ngoài những người nói trên, thì 7 phụ nữ dưới 18 tuổi khác đã được gửi đến một cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên. Những người phụ nữ bị bắt giữ vào tháng 10 Alexandria khi đang diễn hành trên các con đường phố theo một nhóm mà họ gọi là 7AM Movement. Số lượng các cuộc biểu tình đã gia tăng kể từ khi mà quân đội phế truất Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi. Nhưng vào 2 tuần trước, thì một đạo luật đã được ban hành, trong đó cấm các cuộc biểu tình diễn ra gần hoặc là ngay tại những nơi thờ phụng. Đồng thời thì mọi cuộc biểu tình phải xin phép Bộ Nội vụ trước khi được phép tổ chức. Một số người đã tin rằng án tù khắc nghiệt đối với 14 người phụ nữ nói trên là một chiến thuật để nhằm gây ra sự sợ hãi của chính phủ. Trục trặc kỹ thuật máy tính đã khiến cho hàng chục chuyến bay bị hoãn trên toàn nước Anh. Hàng ngàn du khách đã bị hoãn chuyến bay tại các sân bay lớn trên khắp nước Anh vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 12 ngày hôm nay, do lỗi kỹ thuật tại một trung tâm kiểm soát không lưu. Tin tức được ghi nhận tại các sân bay như Heathrow, Gatwick và Stansted, sau khi dịch vụ không lưu Anh Quốc cho biết hệ thống máy tính tại trung tâm điều khiển Swanwick Hampshire đã bị trục trặc. Trung bình mỗi chuyến bay bị trễ trong vòng từ 1 cho đến 2 giờ, nhưng có vẻ tác động của sự việc này sẽ kéo dài cho đến chiều ngày thứ Bảy. NATS là dịch vụ không lưu Anh Quốc cho biết, vấn đề nằm ở chỗ là điều hành đã tự động chuyển từ chế độ ban đêm sang chế độ ban ngày. NATS không đưa ra bất kỳ một ước lượng nào về thời gian phục hồi của hệ thống, mà chỉ nói rằng các kỹ sư đang làm việc để khắc phục vấn đề trong thời gian sớm nhất. Thi thể trông chết tại nhà xác ở Bangui sau khi làn sóng giết dân thường đã bùng phát. Người dân Cộng hòa Trung Phi và tổ chức nhân quyền tại đây đã báo cáo về một làn sóng giết dân thường trong các khu thành phố ở Bangui, chỉ một ngày sau khi mà quân đội Pháp đến Cộng hòa Trung Phi để nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đang diễn ra giữa người Hồi giáo và lực lượng phòng vệ Kitô giáo. Quốc gia châu Phi này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi phiến quân với thành phần chủ yếu là người Hồi giáo Sri Lanka lên nắm quyền vào tháng 3 gây ra xung đột với lực lượng phòng vệ chủ yếu là người Kitô giáo. Cuộc xung đột đã bắt đầu từ thứ Năm là một vụ bạo lực tồi tệ nhất mà thủ đô nước này từng chứng kiến trước cuộc khủng hoảng. Nhiều người dân đã phải rời bỏ nhà của mình để đến ẩn náu trong các nhà thờ của thành phố. Có đến khoảng 2.000 người đang trú ẩn tại nhà thờ Centro del Galabacha tại Bangui vào thứ Sáu ngày 6 tháng 12. Hội Hồng Thập Tự cho biết họ đã thu nhặt được 281 thi thể trong 2 ngày bạo lực tại Bangui. Tuy nhiên thì con số những người bị giết còn nhiều hơn như vậy. Được biết thì quân đội Pháp sẽ tập trung đủ lực lượng vào Chủ nhật và bước đầu sẽ tập trung vào việc bảo vệ an ninh tại Bangui và con đường dẫn đến Chad, Kava, Cameroon. Lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Thái Lan kêu gọi một cuộc biểu tình lớn. Lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Thái Lan là ông Thutsab Thausuban đã kêu gọi người dân trên toàn quốc gia tham gia vào một cuộc biểu tình lớn vào ngày 9 tháng 12. Cuộc biểu tình mà ông gọi là không chỉ để lật đổ chính phủ do Thủ tướng Chinlak Sinawatra nắm quyền, mà còn nhổ sạch chế độ Thaksin. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Thutsab cho biết là nếu chính phủ và tất cả các thành viên của nhóm Thaksin sẵn sàng từ chức và trao trả quyền lực lại cho người dân, ông và mọi người sẽ không tiếp tục các cuộc biểu tình. Ngược lại, ông sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được điều đó.
Ông Suthep cũng nói rằng các cuộc biểu tình lần này sẽ diễn ra trong hòa bình và cần số lượng lớn để có thể gây áp lực lên chính phủ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan là Saraporn Thovisakankul sẽ chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của cuộc biểu tình. Ông Saraporn tỏ ra lạc quan về một cuộc biểu tình và cho biết là các công chức sẽ không tham gia vào bất kỳ một cuộc tấn công nào. Chính phủ Thái Lan đã thông báo rằng mọi công chức vẫn đi làm bình thường vào ngày 9 tháng 12. Đứng trước những cuộc biểu tình, chính phủ do bà Yingluck đứng đầu tuyên bố sẽ không từ chức hoặc giải tán quốc hội mà sẽ giải quyết mọi yêu cầu theo các điều khoản của hiến pháp. Thưa quý vị, bạo lực đã tiếp tục diễn ra tại khu vực biên giới giữa Lebanon và Syria. Bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy ở khu vực biên giới nằm giữa Lebanon và Syria, khi mà cả hai bên đang cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực trung tâm kết nối giữa Syria và Damascus. Việc chiếm lược thành phố Nebek cách đây 2 tuần đã cho phép quân nổi dậy cắt đứt một tuyến đường cao tốc quan trọng tới thủ đô Syria. Quân đội Syria đã cho biết họ hiện đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát của Nebek và bảo vệ tuyến đường xa lộ càng nhanh càng tốt để khôi phục lại giao lộ dọc theo xa lộ. Quân đội Syria tấn công Nebek từ 3 hướng khác nhau. Một sĩ quan quân đội Syria nói rằng cuộc chiến tại Nebek là sự thu nhỏ của cuộc chiến lớn hơn kéo dài trên miền núi của Qalamun. Anh ta nói rằng hàng ngàn thường dân đang bị mắc kẹt trong Nebek khi mà tuyến đường cao tốc quốc tế đã bị chặn lại. Vì vậy mà quân đội cần phải thay đổi chiến thuật. Nguồn tin bên trong của thành phố nói rằng hầu hết các gia đình đều trốn trong tầng hầm khi cuộc chiến diễn ra. Nhưng nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống đang dần cạn kiệt khi mà cuộc chiến tại Nebek đã bước sang ngày thứ 14. Biden đến thăm khu vực phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến thăm khu vực phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 12, trong chuyến thăm Nam Hàn của mình. Tại một đài quan sát, ông Biden đã nhìn xung quanh khu vực biên giới và nhìn qua Bắc Hàn bằng một chiếc ống nhòm. Ông Biden cũng đã gặp gỡ với các binh sĩ Hoa Kỳ phục vụ tại khu vực biên giới có một chuyến viếng thăm làng đình chiến Panmunjom, nơi mà binh sĩ của Bắc Hàn và Nam Hàn đứng đối diện với nhau ở hai bên đường ranh giới quân sự. Vào ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng 12, ông Biden đã phát biểu rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Tuy vậy, Hoa Thịnh Đốn vẫn mở cửa đối thoại nếu Bắc Hàn thể hiện sự sẵn sàng tôn trọng với những cam kết của mình. Được biết, Bắc Hàn vẫn tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của mình kể từ sau cuộc đàm phán 6 bên thất bại vào năm 2008, đảo lộn các cam kết trước đó của nước này vào năm 2005 về việc giải trừ quân bị. Bắc Hàn đã chịu nhiều những khó khăn do lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau cuộc thử nghiệm hạt nhân vào tháng 2 năm nay. Nước này cũng đã bất chấp các cảnh báo quốc tế, bao gồm từ phía đồng minh Trung Quốc. Dự kiến ông Biden sẽ bay trở lại Hoa Thịnh Đốn sau chuyến thăm khu vực phi quân sự này. Ngoại trưởng của Australia đã làm dịu căng thẳng với Trung Quốc trong chuyến viếng thăm chính thức đến đất nước này. Ngoại trưởng của Australia là Julie Bishop đã làm dịu căng thẳng về khu vực phòng thủ trên không gây ra tranh cãi của Trung Quốc trong một cuộc gặp với người đồng nhiệm người Trung Quốc vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 12. Phát biểu với các phóng viên sau 4 giờ đàm phán với Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi, bà Bishop đã nói rằng thảo luận về khu vực xác định phòng không ADIZ của Trung Quốc chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng thời gian đàm phán với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc. Hầu hết thì thời gian của cuộc đàm phán đề cập đến sự khác biệt về kinh tế chính trị, văn hóa, cũng như là đề cập tới vấn đề nhân quyền ở Bắc Hàn, Syria và Iran. Tuy nhiên, sự căng thẳng giữa hai bên đã được thể hiện trong phát biểu ngắn gọn của ông Wang vào ngày thứ Sáu khi ông này cho rằng phát ngôn về khu vực phòng không Trung Quốc của Úc đã phá hỏng sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên. Căng thẳng với Trung Quốc đã leo thang khi mà bà Bishop đã mô tả động thái áp đặt một vùng không phận quốc phòng mới trên quần đảo tranh chấp biển Hoa Đông là vô ích và sai trái. Đồng thời thì bà đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để giải thích. Nhật Bản vẫn ban hành luật bí mật quốc gia mặc dù vấp phải phản đối. Nhật Bản đã ban hành một đạo luật cứng rắn nhằm trừng phạt hành vi tiết lộ bí mật quốc gia vào tối thứ Sáu, mặc dù vẫn phải các cuộc biểu tình và chỉ trích rằng đạo luật này sẽ bịt miệng giới truyền thông và che đậy lỗi lầm của chính phủ. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết đạo luật này cần thiết cho quá trình hoạt động của Hội đồng Chứng khoán Quốc gia cũng như thuyết phục các quốc gia đồng minh thân cận như Hoa Kỳ chia sẻ thông tin tình báo. Dự luật đã được thông qua sau hàng loạt các chiến thuật trì hoãn của phe đối lập. Các phương tiện truyền thông, các nhà xuất bản, các luật sư và thậm chí cả nghệ sĩ đã lên án dự luật này vì cho rằng nó mở rộng đáng kể định nghĩa bí mật nhà nước và gần giống với chế độ độc tài khắc nghiệt của Nhật Bản trước và trong Thế chiến thứ hai. Việc thông qua dự luật này trùng hợp với một cuộc tranh luận trên toàn thế giới sau khi cựu nhà thầu cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ là Edward Snowden rò rỉ thông tin cho WikiLeaks.
Theo luật, thì công chức và những người có quyền truy cập bí mật nhà nước có thể bỏ tù lên đến 10 năm nếu tiết lộ những thông tin này ra bên ngoài. Các nhà báo và những người trong khu vực tư nhân có bị kết án tới 5 năm tù nếu họ sử dụng các cách thức không phù hợp để tiết lộ thông tin. Cũng theo luật, những thông tin trong lĩnh vực đặc biệt như quốc phòng, ngoại giao, chống khủng bố và chống gián điệp có thể được giữ bí mật cho tới 60 năm hoặc lâu hơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phần tin liên quan đến thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, như Quỳnh và Kiều Trâm xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.